ta đã suy nghĩ kỹ rồi, không có khả năng hối hận, nguyện ý gia nhập cuộc thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Diệp Phàm nói rất rõ ràng. Tốt, con đường là do ngươi chọn, tương lai không tiếc nuối là tốt rồi. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ gật đầu. Trước khi rời đi, Diệp Phàm đi cùng lão phủ chủ kỳ sĩ phủ tới một gian nhà bằng đá bịt kín, ngăn cách với ngoại giới, kế thừa một ít tọa độ tinh không, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Một hồi lâu sau Diệp Phàm mới đi ra nói lời từ biệt cùng Diệp Đồng, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy, Đoạn Đức, Yến Nhất Tịch, muốn từ đó đi tới thiên lộ, tiến vào tinh vực. Ly biệt là chuyện thương cảm không thể nghi ngờ gì nữa. Rốt cục gặp lại những người từ một bờ tinh không khác, sau đó lại khiến Diệp Phàm tiếp tục cuộc hành trình này. Đây là lựa chọn trong cuộc đời của Diệp Phàm muốn đi vào cuộc thí luyện mạnh nhất trong lịch sử. Trách nhiệm tại một bờ tinh không khác đã không còn, cha mẹ đã mất, ngoại trừ mấy cô nhân này thì tu luyện, đắc đạo thành tiên đã trở thành mục tiêu lớn nhất của hắn. Sẽ còn gặp lại, ta sẽ còn sống. Diệp Phàm phất tay, ánh mắt lướt qua mỗi người. Diệp Phàm bảo trọng. Nhất định phải bảo trọng, nếu còn sống thì sẽ gặp lại, đưa cả Tiểu Nguyệt và bằng Bạc tới. Bọn họ biết Diệp Phàm đi lên con đường thí luyện mạnh nhất là đề nghị cách cứu viện những người này, rèn luyện bản thân chỉ là lý do thủy yếu. Con đường này vô cùng nguy hiểm, vạn năm mới mờ một lần, mỗi lần đều đưa những bậc thiên tài trên đời rời đi tiến vào trong vũ trụ vô ngần nhưng muôn đời tới nay chỉ có năm ba người sống sót những người khác máu tươi đều đổ ở dị vực chết trận trong tinh không diệp phàm rất mạnh nhưng cũng không khẳng định là có thể còn sống sớm đã có vài thánh thể chết trận rồi lần này ly biệt không biết kiếp này còn có thể gặp lại hay không tạm biệt diệp phàm xoay người dứt khoát ra đi sư phụ người nhất định phải sống sót đó diệp đồng hô to trong mắt ẩn hiện nước mắt huỳnh huỳnh sư phụ mặc kệ ta thật rồi chúng ta cùng tới từ một nơi mà lại bỏ ta lại rồi quỷ tinh linh hoa hoa khóc lớn nói tiểu tử ngươi còn thiếu nợ ta một cái tiên thiên thánh thể đạo thai đó người nếu chết thì dù là hồn của ngươi cũng không sống yên với ta đâu nhất định phải còn sống trở về đó hắc hoàng quát ta chờ ngươi chứng đạo thành đế lần này bần đạo nếu còn không thể tiến vào tiên vực thì sau khi thức tỉnh nhất định sẽ lấy mộ của ngươi nhớ để lại nhiều bảo bối một chút. Đoạn Đức cũng nói, Thánh Hoàng Tử, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch, Đông Phương Giá, Yêu Nguyệt không đều ra sức vất tay, miệng hô to bảo trọng, nhìn chăm chú về hướng hắn đi xa. Sâu nhất trong cấm địa của kỳ sĩ phủ, người ngoài không thể tới gần, căn bản cũng không tới đây, có khắc đại trận hỗn độn tiên thiên, sát khí vô hạn, bởi vì nơi này có bí mật trọng yếu nhất của kỳ sĩ phủ ở nơi này. Diệp Phàm và lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ cùng tiến vào vùng mật thổ này. Đại trận ở địa phương này để lại dấu vết rõ ràng, đan thành từng phiến, rậm rạp vô cùng. Từng luồng khí hỗn độn loái lên, bảo vệ nơi này rất nghiêm ngắt. Sát trận dày đặc đáng sợ như vậy biến nơi này thành một vùng tuyệt thổ, ít người có khả năng tấn công vào. Tại thời kỳ trước hoang cổ có một vị phủ chủ chiếm được một đạo tàn quyết trong cựu bí, đều là về đạo văn. Đáng tiếc là lại thiếu quá nhiều, nếu không pháp trận này sẽ rất khủng bố. Lão phủ chủ thở dài. Theo lời hắn thì đại trận này nhiều năm như vậy đã hư hại nghiêm trọng, không còn được như năm xưa. Bằng không thì dù là cổ thanh tiến vào cũng phải chết. Hiện giờ thì đã khó có thể nói được. Diệp Phàm lưu lưỡi. Cửu bí kia lại nói về đạo văn, một phần tàn quyết ở lại trong kỳ sĩ phủ. Nếu để hắc hoàng biết được thì hẳn sẽ mừng rỡ điên cuồng. Đại Hắc Cầu nằm mơ cũng muốn thu được thứ này, nhiều năm như vậy luôn tìm kiếm manh mối. Rồi, ta đã đóng cửa sát trận hỗn độn, hiện giờ địa phương này an toàn rồi. Bằng không bất kể ai tiến vào đều bị công kích, chúng ta vào thôi. Lão Thanh Nhân nói, Diệp Phàm hiểu ý, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường, tiến vào sâu bên trong mật địa. Phía trước có một tòa tế đàn tọa lạc ở nơi đó, phong cách cổ xưa, dường như từ thời viên cổ xé rách bầu trời mà rơi xuống. Đi thôi từ đó bước trên con đường của ngươi, hy vọng ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trong lịch sử. Lão thánh nhân dừng lại, Diệp Phàm thi lễ đối với hắn, tỏ vẻ cảm tạ rồi sau đó bước từng bước lên ngũ sắc tế đàn. Tế đàn này rất đặc biệt, lão hủ sắp sửa thúc dục rồi, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Lão phủ chủ hỏi. Chuẩn bị tốt. Diệp Phàm gật đầu, ầm. Um. Đột nhiên hư không vỡ nát, một bàn tay to màu vàng từ trên trời giáng xuống, Hướng về phía tế đàn và diệp phàm đánh tới, tốc độ đạt tới cực hạn, thành uy mênh mông cuộn cuộn, lão thành nhân kinh sợ quạt to. Người dám?" Thân thể vốn còng xuống của hắn lập tức thẳng băng lại, bàn tay phóng đại ra, hóa thành một đại bi màu bạc, ấn về phía bầu trời, ngăn cản bàn tay kia. Ầm. Um. Thành uy mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một vùng gió bão trên bầu trời, mỗi một cơn gió đều có thể xé mở ra một hắc động đáng sợ khôn cùng đây chính là trận quyết đấu của cổ thành trí cường một tiếng rít gió khác chuyển tới lại một vị cổ thành khác xuất hiện móng vuốt lớn màu vàng đầy lân giáp bao phủ nửa bầu trời chụp về phía diệp phàm và ngũ sắc tế đàn các ngươi muốn khai chiến cùng nhân tộc sao lão thành nhân của kỳ sĩ phủ tức xùi bọt mép lại đánh ra một trưởng nữa hóa thành ngân bi thứ hai bên trên loái sáng phủ văn dày đặc thần văn ầm ừ. hắn đối trưởng với người thứ hai ngăn cản đối phương trên bầu trời nhưng luồng khí tức thứ ba lại xuất hiện, phi thường đột ngột, vô cùng cường đại. Một bộ móng vuốt màu đen vươn ra từ đám mây, cũng không biết dài tới bao nhiêu dặm, mà uy che phủ bầu trời. Cách mấy trăm dặm cũng đều có thể thấy cảnh tượng khủng bố này. Đúng là quá mức khiếp người. Móng vuốt lớn như vậy giáng xuống từ trời xanh, có thể xóa sổ tất cả trên nhân thế. Lão thánh nhân kỳ sĩ phủ giống giận, há mồm thét dài một tiếng. Mây mù bốn phương di chuyển, miệng mũi hắn phun ra một con chân long màu bạc. Đây là căn nguyên tinh khí tiên thiên của hắn, chìm sâu vào trong đám mây, chém về phía bàn tay to màu đen kia. Thật là cường đại, xem ra tu vi của ngươi sâu không thể lường nổi, có thể ngăn cản ba vị cổ thánh. Nhưng ta xem ngươi có thể kiên trì được mấy khắc. Đây là một vương giả trong thánh nhân, đứng trong hư không lạnh lùng nói, chấn cho đại đạo nổ vang, thiên địa lay động. Thân thể hắn giống như một cuồng sáng mông lung, bước từng bước đánh về phía diệp phàm và ngũ sắc tế đàn lão thành nhân của kỳ sĩ phủ giận dữ phát ra tiếng hét to, mi tâm mở ra, xuất hiện một con mắt thẳng đứng, bắn ra thần quang, xuyên thẳng về hướng vị vương giả của thánh nhân này. Ở mầm, chuyện đáng sợ nhất thầy ra, vị cổ thành thứ năm xuất hiện, lại có một người nữa, tuy rằng không phải là vương giả của thánh nhân nhưng cũng rất mạnh mẽ, đạp một bước xuống là có thể nghiền nát diệp phàm. Các người khi người quá đáng, dám tiến vào kỳ sĩ phủ, hành hùng khắp nơi muốn tạo thành đại chiến giữa cổ tộc và nhân tộc sao? Lão thánh nhân giống như một con sư tử, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ, không hề nghi ngờ gì nữa, nhưng người này đều hướng về phía Diệp Phàm, chấn sát của hắn cũng muốn cướp đi ngũ sắc tế đàn này về cho cổ tộc sử dụng. Hừ, thánh thể nhân tộc không thể sống qua ngày hôm nay, lão già ngươi cũng đừng che chở hắn nữa, vì hắn mà liều mạng là không đáng. Hơn nữa chỉ bằng kỳ sĩ phủ các ngươi cũng không bảo vệ nổi ngu sắc tế đàn này đâu thánh giả của tộc lạnh lùng nói, tràn ngập sát ý vô tình. Lão hù liều mạng với các ngươi. Lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ đỏ bừng cả ánh mắt, trong lòng như có uất khí vô tận, muốn liều mạng của người này. Ông mầm, hư không bị phá vỡ. Vị cổ thành thứ sáu xuất hiện, trên người bao phủ cả ngàn vạn đạo thần hoàn, sau lưng có cánh thần, vô cùng rực rỡ. Đây là một vị vương giả trong thánh nhân. Chỉ bằng vào một mình ngươi căn bản không đủ sức xoay chuyển trời đất, dãy ruộng nữa hẳn là mất mạng thôi. Vị vương giả trong thánh nhân này bình thường nói, Diệp Phàm đứng trên tế đàn, quát to với sáu vị cổ thánh. Đám cổ thánh ti tiện không biết liêm sỉ, ta là một trăm đạo giả nho nhỏ lại khiến các ngươi hưng sư động chúng như thế, lục thánh đều tới ra tay chỉ vì một mình ta, các ngươi không sợ là khiến người khác khiếp sợ sao? Chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu không có một vị đại thành tính toán ra một tia thiên cơ trong tương lai, cảm thấy ngươi có thể là mối hiểm họa thì chúng ta cần gì phải động tay với ngươi, một vị cổ thánh lạnh lùng nói. Các ngươi rốt cục cũng vẫn sợ, lại tấn công ta, diệp phàm quát. Giết ngươi giống như bóc chết gà đất, chẳng tồn mấy sức lực, một vị cổ thánh lạnh lùng nói. Một bàn tay màu tím xuyên qua tầng mây đánh về phía thân thể hắn, bàn tay này quá lớn, âm âm rung động, vòm trời mười phương đều đã sụp đổ trên đó có những cái vảy tím dài tới mấy trượng, khủng bố dọa người mười phần. Sư phụ, đám người Diệp Đồng nhìn thấy rõ ràng ở xa xa, tất cả đều kinh sợ kêu to. Bọn họ thấy nhiều cổ thánh ra tay như vậy, có cả vương giả của thánh nhân. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ có một mình sao có thể ngăn cản nổi, khó có thể che chở cho Diệp Phàm triệt tiệt, thánh nhân của cổ tộc ra tay, hơn nữa còn đưa tới nhiều người như vậy. Diệp Phàm khó có thể sống rồi, phải làm sao đây? thật sự vô sỉ lại có nhiều thánh nhân tới vậy kéo nhau tới không có một chút nhân tính muốn diệt trừ thánh thể nhân tộc ta mà gạt bỏ quy củ thật sự là đáng giận mà bất kể là diệp phàm hay lệ thiên và đám người kỳ sĩ phủ đều giống giận tràn ngập vẻ không cam lòng tức xui bọt mép nhiều cổ thánh tới như vậy đúng là không cho diệp phàm một đường sống đồng thời cũng thấy được sự kiêng kỵ của bọn họ đối với thánh thể nhân tộc sợ hắn trưởng thành sợ hắn đi trên con đường thí luyện mạnh nhất cuối cùng chứng đạo trở về Ngày nay bọn họ xuất kích mạnh mẽ như vậy, không kiêng nể gì, giống như muốn hoàn toàn bóp chết thánh thể trước khi trưởng thành. Còn muốn đi lên con đường thí luyện mạnh nhất sao, đợi kiếp sau đầu thai cho tốt đi. Kiếp này ngươi không có hy vọng đâu. Mấy tháng qua, cổ tộc vẫn chưa có hành động gì, bởi vì không tìm được tung tích của Diệp Phàm Nhưng lúc này bọn họ lại biết hắn sẽ đi lên thiên lộ cổ, vì thế đột kích tới. Thánh thể là một trong những loại thể chất mạnh nhất trong vũ trụ, khiến cổ tộc rất kiêng kỵ một số vương tộc cấp tiến không thể dễ dàng để cho hắn thành thánh, càng không hy vọng ngày sau sẽ đại thành. Chết tiệt thật, một vị cao thủ của kỳ sĩ phủ nắm tay, tức giận há mồm phun một ngụm máu to, kết cục này khiến hắn buồn bực và ốt hận không chịu nổi. Sư phụ, ánh mắt Diệp Đồng ẩn hiện nước mắt, không kìm nổi mà hét lên giận dữ nhưng lại bị Hắc Hoàng giữ lại, khiến hắn phải nhịn đi, ngày sau báo thù. Diệp phàm nếu có chuyện gì thì ngày ta thành thánh nhất định sẽ đi gặp mặt những cổ thánh này lệ thiên lạnh lùng nói sư phu người đừng chết đó tiểu hoa hoa khóc lớn những người này đã hoàn toàn tuyệt vọng cổ thánh đều tới nhiều như vậy thì ai mà chống nổi đừng lo lắng đột nhiên một giọng nói quen thuộc chuyển tới một thân ảnh tò bên trong nhà đá bịt kín xa xa đi ra hắn đi tới gần xoa đầu hoa hoa nói đừng có khóc sau đó lau sạch nước mắt trên mặt nó cả đám người đều ngẩn ra người này đúng là diệp phàm mà căn nhà đá kia chính là nơi không lâu trước đó hắn và lão phủ chủ tiến vào. Chuyện này, là thế nào, ngươi là Diệp Phàm, thế thì người trên ngũ sắc tế đàn là ai? Một số người của kỳ sĩ phủ đều ngây ngẩn. Ta muốn ngươi giải thích, Hắc Hoàng nhây răng nói. Hiện tại chúng ta để ý xem tuồng là được rồi. Diệp Phàm mỉm cười, nhìn về phía sâu nhất của kỳ sĩ phủ, nơi đó đang có đại chiến diễn ra bọn họ biết Diệp Phàm ở đây, không gặp nguy hiểm gì thì cũng hiểu rõ đám cổ thánh kia đều bị lừa cả, khẳng định phải trả giá thật đắt rồi. Chỗ sâu nhất trong kỳ sĩ phủ bừng sáng, từng luồng sang đánh nát cả thiên địa, nơi nơi đều là hấp động. Thành nhân đang giao chiến tại nơi này. Trận chiến này đã tới hồi gai cấn, nếu ánh sáng kia mà đánh lên mặt đất thì nhất định sẽ khiến Trung Châu lún xuống một mảng lớn, tôi thiếu là linh sơn của kỳ sĩ phủ cũng không còn đảm bảo nữa. Nhưng dù tiếng hô quát chuyển tới, thành quang tràn ra thì địa phương này cũng không bị hủy, được bảo tồn nguyên vẹn. Kỳ sĩ Phủ Không Hồ là trọng địa của nhân tộc, địa thế muôn đời hiếm gặp kết hợp với đạo văn, khiến nơi này trở thành bất hủ. Một vị cổ thánh lầm bẩm, thế công càng mạnh hơn, phát động công kích tuyệt thế của vương giả trong thánh nhân. Đại đạo nổ vang, tiên quang tỏa ra càng nhiều, ánh sáng tràn xuống trong thiên địa, khiến cả địa phương này hóa thành một mảnh đất khô cằn. Những người đang xem cuộc chiến đều biến sắc. Giờ khắc này bọn họ thấy tinh không vô ngần, có ngân hà rực rỡ trút xuống, hào quang vạn trượng áp nát càn khôn, như muốn lật úp nơi này vậy. Chủ nhân của kỳ sĩ phủ, người còn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự sao, muốn bị diệt tộc, giết không còn một người à?" Một vị cổ thành khác bá đạo phi thường, lạnh lùng nói, vòng trời rách nát ra, khắp nơi mờ mịt, các loại tiên quang bay múa, hắc động không đếm hết ẩn hiện, hóa thành hư không đám vương tộc các ngươi thật sự là khi người quá đáng, không nói chút quy củ nào sao. Lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ quát, mái tóc hoa dâm dựng đứng lên. Chúng ta khi người quá đáng thì đã sao? Một vị cổ thánh ngang ngạnh nói, về mặt lạnh lùng, một theo tiếng cười vô pháp vô thiên, có thể nói là không kiêng nể gì, khiến người ta nghe mà cảm thấy đặc biệt trói tai. Xa xa, tất cả cao thủ của kỳ sĩ phủ đều biển sắc, nắm chặt bàn tay. Mấy cổ thành tới xâm phạm này đúng là không sợ hãi gì, khiến người ta tức nổ phổi, hận không thể lập tức đánh chết tươi bọn chúng. Đáng tiếc là những kẻ này quá cường đại, nhân tộc đương thời có mấy cường giả địch nổi bọn chúng chứ. Quá đáng thật, những tên cổ tộc này đúng là đáng bị băm thành ngàn mảnh, khiến nhân tộc ta thiếu thánh nhân nên kiêu ngạo tới cực điểm rồi. Một lão già của kỳ sĩ phủ tức giận tới mức cả người run run, đám người diệp đồng, lệ thiên, đồng phương giã cũng đều oán hận hai hàng lông mày dựng thẳng căm tức nhìn trời cao điều an ủi duy nhất đối với bọn họ là diệp phàm không sao thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng có thể đoán ra là lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ hẳn là đã có chuẩn bị trong vùng mật thổ kia đại chiến lúc này càng ngày càng kịch liệt lão phủ chủ công tham tạo hóa một mình chống đỡ sáu vị thánh nhân đại chiến tới hồi gây cấn rồi chủ nhận của kỳ sĩ phủ ngươi làm gì thế vì một thánh thể thật là không đáng đâu nếu người lại mất mạng ở đây thì đúng là hối đã muộn đó hà hà lão già này thật sự rất mạnh ngoài dự tính của chúng ta tuy nhiên ngươi liều mạng như vậy thì cũng chẳng chống đuổi mấy khắc đâu cuối cùng cũng ủng mạng thôi sáu vị cổ thánh đại chiến với lão phủ chủ chiến khí mênh mông che lấp cả vầng mặt trời trói mắt mà một vị cổ thánh lại triệu hoán tới thánh huy của sao trời khiến nơi này biến thành một vùng tinh không liều tinh bay khắp nơi sao trổi xẹt ngang trời từng luồng hào quang bao phủ cả địa phương này mang tới lực lượng khủng bố phi thường của tinh tú phủ kín cả địa vực trung châu các ngươi tự cao tự đại khiến tới tận cửa nhà người khác sẽ có một ngày cùng có người mạnh hơn đánh tới tộc các ngươi giết chết các ngươi lão phủ chủ quát người đang nói chuyện cười sao chỉ bằng vào kỳ sĩ phủ các ngươi hay vẫn mong thánh thể nhân tộc chứng đạo đáng tiếc chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội đâu hôm nay máu tươi của hắn sẽ nhuộn đỏ trăm trượng sáu vị cổ thánh ngang trời, đồng thời trần áp lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ. địa phương này tỏa ra ánh sáng đủ màu, mỗi luồng đều mang tính hủy diệt. trừ thánh quần chiến, cảnh tượng lúc này quá mức thảm liệt. nếu không phải là nơi này của kỳ sĩ phủ rất đặc biệt, khắp tử sơn đều dày đặc đạo ngân, mặc dù là dư quang của thánh nhân đánh xuống cũng đủ để nơi này bị hủy diệt mấy chục lần rồi. một câu vừa rồi của ngươi rất đúng. hôm nay chúng ta khi nhân tộc các ngươi đã sao? các ngươi có năng lực làm gì ta? không chỉ giết đám thanh thể của nhân tộc, chúng ta còn muốn cướp ngũ sắc tế đàn, người không ăn nổi đâu. Thánh nhân cổ tộc đánh lâu như vậy, một kẻ liền kiêu ngạo cười to, hắn muốn cho lão thánh nhân nổi giận, khiến tâm thần đối phương không tĩnh lặng. đám người các ngươi đều kiêu ngạo như vậy, nói tới mức này thì lão hủ dù liều mạng của phải lưu lại vài cái mạng của các ngươi. Lão phủ chủ hét dài, lão già, hôm nay chúng ta nhất định thịt ngươi rồi chúng ta khi nhân tộc không có người đó đã làm sao nào một vị cổ thành ương ngạnh và bá đạo cười to ầm mầm đột nhiên từng luồng kiếm khí ngập trời đánh ra từ bên trong kỳ sĩ phủ tất cả đều là kiếm quang hỗn độn chém cho vòng trời bốn phương sụp đổ hóa thành một vùng đất chết cái gì sát trận hỗn độn kia rõ ràng đã đóng lại khởi động cần thời gian rất dài làm sao lại thức tỉnh nhanh như vậy mau lui lại rời khỏi nơi này thoát khỏi sát trận đi vẻ mặt mấy vị cổ thánh tràn ngập sự kinh ngạc, xuất hiện ý sợ hãi. Tất cả đều bay cao lên, chìm sâu vào đám mây nên muốn thoát khỏi sát trận tuyệt thế thời thượng cổ. Phụt. Một luồng kiếm quang hỗn độn đào qua, máu tươi bắn tung mấy chục trượng, xẹt qua ngực của một vị cổ thánh, bị đánh thành hai nửa. Hắn kêu thảm thiết, mưa máu ngập trời, nguyên thần tỏa sáng, bay vụt lên, xé mờ hư không, muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng sát trận hỗn độn này quá quỷ dị và đáng sợ, không gì thoát nổi, có thể giam cầm hư không. Hắn không có cách nào vượt qua được, vào khoảnh khắc máu tươi rơi xuống thì cả tòa sát trận thượng cổ thức tình, tập trung vào vị cổ thánh này. Tất cả kiếm khí hỗn độn đồng thời tập trung về hướng này. Phụt Ngàn vạn luồng ánh sáng hỗn độn bổ tới, đánh cho nguyên thần của vị cổ thánh này không còn hình dáng gì nữa, ngọn lửa sinh mạng cũng nhanh chóng khô héo đi, từ rực rỡ tới lập rè như sắp tắt chỉ trong nháy mắt mà thôi. Phiến sát trận hỗn độn này đáng sợ thấy rõ, ngay cả thánh nhân cũng đều có thể bị giết. Mấy vị cổ thánh nhảy vào tầng mây lúc này sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Không, người này phát ra tiếng kêu to không cam lòng cuối cùng, bị kiếm khí hỗn độn đánh thành bụi bậm, chết không thể chết hơn nữa. Một cổ thánh lại bị giết đơn giản như vậy, xa xa, đại hắc cầu mở mắt to như chuông đồng nói. Thật không hổ là kỳ sĩ phủ, Tòa sát trận này thực đáng sợ, có khả năng so sánh với trận văn của đại đế cổ. Nhưng chưa từng nghe nói nơi này có hoàng đế đâu. Ánh mắt của nó đột nhiên sáng ngời, mở lớn ra, nghĩ tới cửu bí. Người có thủ đoạn tốt lắm, muốn lửa chúng ta tới đây chém giết. Một vị cổ thánh trên tầng mây giống giận nói. Đáng tiếc là tính toán của ngươi không thành rồi. Hôm nay nhất định chúng ta sẽ gạt bỏ lão thất phu ngươi. Mấy vị tổ vương của cổ tộc chạy thoát ra, chỉ có một người bị kiếm quang giết chết mà thôi. Lúc này bọn họ đứng sừng sững lên trời cao, ánh mắt như hàn băng vạn năm không thể hòa tan, lạnh lẽo vô tình, muốn đại khai sát giới. Lão phủ chủ bình tĩnh nói: "Đám người ngươi đã đánh tới cửa rồi, cho rằng nhân tộc ta không có cách gì, như vậy thì đã đáng gì, chỉ có dùng máu tế trận, giao chiến để giảng đạo lý." Diệp Đồng, Yêu Nguyệt Không, Lý Hắc Thủy đều nắm chặt nắm tay, kích động phi thường lão phủ chủ kích hoạt sát trận hỗn độn, tiêu diệt một vị thánh nhân cổ tộc, khiến cho bọn họ đều thở vào một hơi, xả nỗi giận trong lòng vừa rồi. Ngày nay chỉ còn lại 5 vị cổ thánh, lão phủ chủ hơn phân nửa có thể liều mạng đối với chúng, không còn bị động như lúc trước nữa. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thả lòng thì một luồng dao động rất mạnh đã vọt tới, xông ra từ phía chân trời. Người nói không sai, hôm nay dùng máu tế trận, giết người để nói lý chúng ta đúng là định ăn tươi nhân tộc các ngươi, đúng là muốn bắt nạt các ngươi thì đã sao? Cùng giọng nói này vào tới, vị thánh nhân cổ tộc thứ bảy xuất hiện, uy thế ngập trời, huyệt vần ép xuống nặng như biển, mùi tanh ập tới, khiến người ta hít thở không thông, giống như có trăm vạn ngọn núi máu bay tới vậy. Mọi người đều biến sắc, vị cổ thành thứ bảy xuất hiện khiến cổ tộc cây chiến, còn đánh tới như vậy, lão phủ chủ của kỳ sĩ phủ còn có thể chống đỡ được sao? Cổ tộc hưng sư động chúng, không đạt mục đích thì không bỏ qua, dù có chuẩn bị, có đối sách nhưng không có thực lực tuyệt đối cùng không được. Mọi người đều vô cùng lo lắng, đây vẫn là một thế giới dựa vào thực lực mà nói. Trước mặt nhiều vị cổ thánh, sách lược gì cũng đều vô dụng, chỉ cần một quyền là tan nát. Không sao đâu, Diệp Phàm chấn định nói, xoa xoa đầu của Hoa Hoa, động viên mọi người. Thật sự, không có tay ương ngập đầu à một vị đệ tử tinh anh của kỳ sĩ phủ hỏi, Diệp Phàm không nhiều lời, thế cục hôm nay đã được lão phủ chủ định trước hơn nửa năm. Mũ sắc tế đàn rất chói mắt, cổ tộc đã sớm cho người theo dõi, hôm nay mới phải dùng thế kim thiền thoạt sát. Lão thánh nhân lần đầu tiên gặp hắn ở quán rượu nhỏ đã nói, nửa năm sau gặp mặt sẽ đưa hắn tiến vào thiên lộ cổ, cố ý để lộ manh mối, mượn ngày hôm nay hủy diệt ngũ sắc tế đàn, đồng thời tát cho cổ tộc một cái. Lão già này đúng là muốn tìm đường chết thánh thể nhân tộc chắc chắn sẽ bị giết, kỳ sĩ phủ cũng tan tành. Mũ sắc tế đàn tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta, một gã cổ thánh lạnh lùng nói. Nói chuyện bằng thực lực đi, không có thực lực thì dù nhân tộc các ngươi có đạo lý cũng vô dụng, chỉ có thể cúi đầu trước chúng ta. Một vị vương giả trong thánh nhân nói, mọi người đều tức giận, những người của kỳ sĩ phủ đều giơ tay, không sợ chuyện không có thực lực ra hỗ trợ nữa. Mấy vị cổ thánh này không có khả năng lại tiến vào sát trận giết một gà cổ thánh rồi rất khó có thể dụ chúng vào nữa. Thật không, nắm tay lớn chính là đạo lý sao, thế cũng tốt, lão hủ giảng đạo lý với các ngươi. Đúng lúc này thì một âm thanh già nuôi chuyển tới, trên ngũ sắc tế đàn kia, thân thể diệp phàm đột nhiên hóa thành xương mù xanh, ở chỗ đó xuất hiện lão già ốm yếu, hóa thành một người. Cái gì là hắn? Cái cửu u? Hắn, sao lại ở đây, tới từ khi nào? Đi mau mấy vị tổ vương của cổ tộc mặt xanh mét, tràn ngập vẻ bất an, chẳng dám nói nhiều, xoay người định chạy. Mấy vị đã đến đây rồi, theo như lời các ngươi nói thì chúng ta dùng nắm tay giảng đạo lý đi. Mặt cái cửu U có vẻ bệnh tật, giọng nói bình thản không chút giận dữ nhưng hắn điểm ra một chỉ liền lập tức khiến phong vân biến ảo. Một luồng sáng sông lên tận trời, giống như thái dương sụp đổ, xẹt qua vũ trụ, chiếu rọi khắp vĩnh hằng. Phụt. Một gã cổ thánh nổ tung tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe, đỏ cả thiên địa, hư một tiếng cũng không hùi nổi đã biến thành một thi thể. Năm vị cổ thánh còn lại đều bị dọa khiếp vía. Bọn họ là nhân vật cấp bậc nào chứ? Một vị cổ thánh trong đó không ngờ bị người ta dùng một ngón tay điểm nát. Đúng là khiến cho mỗi người run sợ tới cực điểm. Đừng có đi, chúng ta tiếp tục nói lý. Nói xong ở địa phương này, lão hủ còn đến các tộc của các ngươi, cẩn thận nói lý. Cái cửu u lại điểm ra một chỉ, phốc một tiếng, vị cổ thánh thứ hai hóa thành một bãi máu loãng, hình thần câu diệt, trong nháy mắt đã giết một thánh nhân, chiến lược này khủng bố tới mức nào chứ? Không chỉ đương thời mà phóng mắt nhìn khắp thiên cổ, trong dòng sông lịch sử cũng không có mấy người mạnh hơn. cái cửu u vừa ra tay đã tỏ ra thần uy trần thế, đủ để sánh vai với những bậc tiến nhân cao nhất ngày xưa, xứng đáng là người kế cận thời nay. chỉ điểm hai chỉ liền búng nát hai vị cổ thánh, ngay cả thần hồn cũng không chạy ra được một tia hóa thành xương mù máu tiêu tán trên bầu trời xương mù đỏ tươi kia tỏa sáng trói mắt rung động lòng người còn mấy vị thánh nhân cổ tộc lúc này sắc mặt trắng như tuyết tay chân run lẩy bẩy lạnh từ đầu tới chân da đầu tê dại linh hồn rung chuyển không phải bọn họ kém cỏi mà trong cơ thể lão nhân trông như sắp xuống lỗ trước mặt tỏa ra khí tức khiến bọn họ kinh sợ sợ hãi phát ra từ bản năng người khác có lẽ không nhận ra những thân là cổ thánh sống tới lúc này còn không rõ ràng sao được trong thân thể già nua gần như mục nát kia có sắc mặt hồn phách rực rỡ như thái dương, tỏ rõ sự cường đại của hắn. Mặc dù thần hồn kia đã dày đặc đau ngân của năm tháng, khó có thể bất hủ, nhưng muốn thu thập bọn họ lại dễ dàng như trở bàn tay vậy. Cái cửu u ngươi không thể như vậy, mấy vị cổ thánh sợ hãi, lão nhân khí huyết khô bại phía trước kia lại khiến bọn họ kinh sợ tới cực điểm vì sao ta lại không thể như vậy? Vừa rồi không phải các ngươi nói là phải dùng thực lực nói chuyện, giảng đạo lý bằng năm đấm sao, ta còn đang muốn nói chuyện cho ra lẽ với các ngươi đây. Thần sắc cái cửu u đầy bệnh tật, miệng phun ra một luồng thanh khí, hóa thành một luồng sáng hỗn độn vào tới, phụt. Thân thể một vị cổ thánh nữa lại bị đánh nát, giống như một bị thanh cự trùy đập chúng, dù là xương cốt hay huyết nhục cũng đều nát bét ra, ngay cả nguyên thần cũng như vậy, sau đó nổ tung toàn bộ chết rồi, một vị cổ thánh lại chết như vậy. Người này là một vị vương giả thánh nhân nổi danh về phòng ngự của cổ tộc, cuối cùng bị một hơi tinh khí đánh nát. Bên trong kỳ sĩ phủ, đám cường giả vừa rồi phẫn nộ uất ức lúc này đều cảm thấy hả giận, nỗi buồn bực biến mất hết, bắt đầu nhìn đám cổ thánh kia đầy khinh thường. Chống lại cái cửu u sâu không thể lường đúng là một loại bi ai. Đường đường là cổ thánh đều mất hết lực lượng để đánh một trận, bị người ta tùy tiện giơ tay giết chết, chẳng khác nào trẻ con ba tuổi cái cửu u ngươi là cường giả cái thế chân chính không nhớ ước định tại giao chỉ sao người giết chúng ta không kiêng nể như vậy không sợ gặp phải mấy vị đại thành tới sao xin hãy hạ thù lưu tình chúng ta biết sai rồi sắc mặt một vị tổ vương tái nhợt như tuyết sợ hãi kêu lên thành thánh nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ sợ hãi tới mức này cho tới bây giờ vẫn cao cao tại thượng lúc này bọn họ lại sợ hãi tới dối tung dối mù lên rồi nhân tộc ta giảng đạo lý với các ngươi, các ngươi lại nói ai có năm đấm cứng hơn thì chính là đạo lý. Hiện giờ ta lại giảng đạo lý năm đấm với các ngươi thì các ngươi lại nói tới quy củ và ước định ngày xưa, người nói ta phải làm thế nào. Cái cửu u than khẽ một tiếng, hắn đứng trên ngũ sắc tế đàn như vậy, đạo y phần phật tung bay, theo gió chuyển động, thân thể khô héo, khí sắc không tốt nhưng lại có chiến lực kinh thiên, khiến mọi người đều sợ hãi, giống như đối mặt với thần linh vậy. Vút, một vị cổ thánh tế ra một thanh thánh khí chuyển thừa, tỏa ra thánh quang ngập trời, xé mở không gian, đánh ra một thông đạo vào hỗn độn, muốn bay về bắc vực, tránh khỏi kiếp nạn này. Thánh quang này bùng lên hừng hực, chiếu sang vịnh hằng. Hắn bước từng bước vào, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần cái khe này khép kín lại thì trời cao đất rộng, không thể tìm ra được, có thể trốn thoát khỏi đối phương rồi. Nhưng tất nhiên chuyện này không thể thành sự thật, chỉ vì người trước mắt tên là cái cửu u bất kể là quá khứ hay hiện tại, cũng có thể là tương lai, đây đúng là một nhân. Vật cái thế, nếu không phải hắn sinh ra đúng vào thời quá gần thanh đế thì tuyệt đối có một tia cơ hội chứng đạo. Ông mầm. Cái cửu u đứng trên ngũ sắc tế đàn, ánh mắt không tỏa sáng mà thoạt nhìn còn hơi đục ngầu, như bàn tay vươn ra lại khiến trời sụp đất nứt, trực tiếp lôi vị cổ thánh và binh khí của hắn từ trong hư vô ra. Rất khủng bố. Không riêng gì Diệp Phàm, Đoạn Đức, thần thành mà cả tồn tại thánh cập cùng đều run rẩy. Còn hai vị cổ thánh lúc này huyết nhục đều co rút lại từng tức một, sợ hãi tới cực điểm rồi. Bọn họ là thánh nhân, có thể hái sao băng, đánh tan ánh trăng, đánh một trận có thể khiến mặt đất Trung Châu cùng phải lún xuống một mảng lớn. Nhưng lúc này khi đối mặt với cái cửu U, bọn họ giống như vô cùng yếu ớt, ngay cả dùng khí đi liều mạng cũng không có. Bởi vì đối phương chi nâng tay cùng có thể hủy diệt bọn họ, phụt. Bàn tay đầy nếp nhăn khép lại, vị cổ thánh kia hét hàng một tiếng, trở thành huyết vụ ngay tại chỗ. Mà thần tắc ẩn trong thánh binh kia sợ hãi dãy rụa nhưng cũng vỡ vụn từng tức một, hóa thành một luồng thánh quang trói mắt, tung bay khắp trời, giống như pháo hoa nở rộ vậy. Người này, rốt cục mạnh tới mức nào chứ? Thánh binh bất hủ truyền thừa kia lại bị thiêu đốt như pháo hoa, khủng bố tới tột cùng, sáng lạn đáng sợ như vậy. Đại hắc cầu lầm bầm, chiến lược như vậy khiến mỗi người đều gần như hóa đá căn bản là không thể nào đo lường nổi cảnh giới chân thật của cái cửu u mọi người chỉ có thể ngước nhìn mà thôi cái cửu u nói nhiều năm qua đi như vậy các ngươi làm việc ương ngạnh những nơi con cháu các ngươi đi qua đến trẻ con cũng không dám khóc có thể thấy kiêu ngạo tới mức nào lão hù vốn không muốn nghĩ nhiều vạn tộc ngang hàng chung sống hòa bình là được cùng chờ đợi con đường thành tiên mở ra nhưng các ngươi quá đáng quá không kiêng nể gì Hôm nay lại còn chạy tới thần thổ của tộc ta, muốn giết chết thánh thể nhân tộc, muốn đoạt ngũ sắc tế đàn, các ngươi cho rằng tộc ta có thể khinh thường sao? Nói không chừng lão hủ động cái thân già này, dùng chiến đấu để giảng đạo lý với những kẻ không biết chừng mực mới được. Bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta gì dám nữa? Buông tha cho chúng ta lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thế, tuyệt đối không đối địch với nhân tộc nữa. Một vị cổ thành thi đại lễ gần như lại luôn, đầu đầy mồ hội dù cử động nhỏ thôi cũng không dám. Đã quá muộn rồi, Điều ta đã xuất thủ thì sao có thể dừng lại dễ như vậy được, cái cửu ô lắc đầu nói. Hiển nhiên lần này hắn muốn lập uy, đánh cho cổ tộc phải khiếp sợ, giết hết mấy vị thánh nhân chi là bắt đầu, khẳng định có có cảnh cáo đáng sợ hơn nữa. Ngài là tồn tại vô thượng, chúng ta chi là con kiến, đừng nên chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta thể vĩnh viễn sẽ không trở mặt với nhân tộc, xin người dơ cao đánh khẽ bất luận kẻ nào cùng có thời khắc sợ hãi. Đối mặt với cái cửu u, hai vị cổ thánh tất nhiên là khiếp sợ vì mạng sống mà quỳ xuống nơi đó cầu xin. Đây là tổ vương cấp tiến nhất trong mười đại vương tộc, ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng nơm nớp lo sợ, quỳ xuống đất xin được sống như vậy. Lúc này trong đầu bọn họ không còn chút ý niệm chiến đấu, truyền ra ngoài chắc chắn khiến thế nhân trố mắt. Đáng tiếc là cuối cùng sám hối và cầu xin cùng không thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Cái cửu u dùng ống tay áo, thân thể bọn họ liền nứt ra từng tấc một, hóa thành bùn máu. Hôm nay, một số vương tộc tại Bắc Phực vô cớ bội ước, tới giết thánh thể nhân tộc, lại muốn đoạt ngũ sắc tế đàn của nhân tộc ta do đại đế lưu lại, bức lão hủ chỉ còn cách tới Bắc Phực một chuyến, cái cửu u nói. Ngũ sắc tế đàn bị cổ tộc hủy diệt rồi, lão thành nhân của kỳ sĩ phủ nói xong, dung tay áo lên, thần quang của ngũ sắc tế đàn nhoáng lên rồi biến mất, tế đàn liền bị thu lại. À, cổ lộ thông tới vực ngoại thực sự bị hủy diệt rồi sao, bị mấy cổ thánh kia đánh tan rồi. Một vị đại năng tính tình ngay thẳng trong kỳ sĩ phủ ngẩn ra, về mặt đau xót. Cái tên ngốc này, đấy tất nhiên là phủ chủ cáo già kia cố ý nói vậy thôi, muốn trả đùa bọn họ, che giấu ngũ sắc tế đàn đi. Cái cửu U là một vị tồn tại vô địch, sẽ không nói như vậy làm gì. Nhưng phủ chủ của chúng ta là dạng người nào, chim nhạn bay qua, thậm chí là gà trống bay qua cũng phải sinh cho hắn một quả trứng mới xong. Lần này đi theo một tồn tại vô địch tới Bắc Vực, tất nhiên là phải kiếm cớ cho tốt. Một vị khác hiểu rõ lão phủ chủ liền nhỏ giọng nói, trận văn đan vào nhau, hóa thành một đài trận. Cái cửu u, lão phủ chủ, diệp phàm cùng nhau bước lên, lập tức chạy tới Bắc Vực. Đại hắc cầu phát ra một tiếng sói chu, vô cùng hưng phấn nói lần này nổi gió lớn rồi, lão già bệnh này ra tay thì khắp thiên hạ đều phải kinh sợ, mau bay tới Bắc vực xem rốt cục là như thế nào đi. Đi mau thôi, xem bọn họ khiến chuyện này lớn tới đâu. Tiểu Hoa Hoa cũng hưng phấn nói, một đám người đông nghìn nghịt mở đài trận thứ hai, giết về phía Bắc vực, đương nhiên bọn họ không có khả năng đi sát theo đám đương sự Diệp Phàm mà chỉ đi theo xem náo nhiệt mà thôi. Một ngày này mây mù bốn phương chuyển động, bảy vị cổ thánh kéo nhau tấn công kỳ sĩ phủ chuyện này nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, có muốn nói dối cũng không thể nói dối được, phát ra chấn động lớn. Cổ tộc ưng ngạnh tới mức này sao, tất cả mọi người trong thiên hạ đều bất an, nhưng bảy vị cổ thánh đều đã chết, tin tức này truyền ra khiến mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, nỗi lo lắng trong lòng bay hết. Cái cửu u ra tay, trí tôn vô địch thiên hạ 8.000 năm trước rốt cục đã động thủ rồi. Đây là tiền bối cổ hiền được cho rằng có thể chứng đạo rốt cục cũng lộ ra ánh sáng tuyệt thế của hắn, bị bức phải rút kiếm chém về phía cổ tộc. Mọi người sau khi biết là ai ra tay đều chấn động, rất nhiều cường giả cao tuổi kích động tới run rẩy. Cái cửu u tuy rằng tuổi tác đã lớn, huyết mạch khô héo, Già cả quá mức nhưng vẫn còn có thể đánh một trận. Không chỉ nói Trung Châu lớn như vậy, dù là Tây Mạc xa xôi, thân ảnh già nua ngồi trên tu di sơn cũng đều ngồi không yên, sừng sững đứng trên đỉnh núi nhìn về phía đông hoang. Cái cửu u đến bắc vực, lại rút kiếm sau 8.000 năm. Toàn thiên hạ khiếp sợ, vị lão nhân này mang theo thánh thể tới Bắc Vực, muốn hoạch tội cổ tộc vì sao lại không tuân thủ quy củ, chuẩn bị động thủ rồi, không ít đại tộc của cổ tộc đều sợ hãi. Một vị tồn tại 9.000 năm đúng là đáng sợ, lần này đem binh tới hỏi tội, không biết sẽ tạo thành giết chóc tới bậc nào. Nhiều năm qua đi như vậy, chưa bao giờ thấy vị trí tôn nhân tộc này ra tay rất nhiều cổ tộc nhất trí cho rằng hắn không xong rồi cảnh giới giảm mạnh không còn uy phong năm xưa nữa nên biết rằng bất luận kẻ nào thậm chí là đại đế đều có một ngày già nua đi nguyên thần yếu đi thân thể khô héo chiến lực giảm mạnh trong lịch sử đã có rất nhiều ví dụ giống như thánh thể đại thành trên thánh nhai kia khi còn trai tráng thì hùng vị biết bao khi nuốt núi sông gào thét trong thiên địa có thể hái sao bắt trăng giống một cái khiến tinh tu nát bấy nhưng kết quả cuối cùng ra sao khi tuổi già tới, huyết khí khô bại, thân thể biến chất đã không còn chiến lược thời kỳ bình phong nữa, cuối cùng bị người ta đánh chết trên thánh nhai. Màu tươi của thánh thể đại thành nhuốm đỏ cả ngọn núi khổng lồ màu đen kia đến giờ còn có vết máu sau khi tinh khí tan hết. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ngày nay cái cửu U giơ tay liền hủy diệt bảy vị cổ thánh, trong đó có cả vương giả trong thánh nhân, khiến người ta thấy huyết khí của hắn vẫn trói lọi như xưa. Cái cửu U xuất động. Mang theo Diệp Phàm đi tới Bắc vực, một trận đại chiến sắp sửa xảy ra, mọi người đều chờ đợi, nhân tộc phấn chấn, cổ tộc sợ hãi, khắp thiên hạ chú ý. Đây là cả một vùng rừng đá dày đặc trong dãy núi, cao thấp không bằng nhau, đan chéo dọc ngang, ở Bắc vực thường không có mấy ngọn cỏ, chiếm tới 90% khu vực đều như vậy, nhưng dãy núi này lại xanh um, trong rừng đá này có không ít cây cỏ. Nhất là ở phía trước, từ cửa rừng đá vào trong là một vùng rừng nguyên thủy dày đặc, tiếng thông gieo vi vút khiến khu vực rất nhiều nham thạch lại trở thành một nơi rất đặc thù liếc mắt một cái không thể nhìn hết cả khu rừng đá rộng lớn này dãy núi nguyên thủy xanh biếc bao bọc cây cối um tùm trong lại không hề hợp với rừng đá chút nào đây là vùng hung địa mà người thường không dám tiến vào bị một đại vương tộc thái cổ chiếm cứ dù là trảm đạo giả cũng không dám tới gần phải tránh xa xa bởi vì hung danh của bọn họ rất hiển hách là hung tộc mà chỉ cần lời nói không hợp cũng có thể chiến đấu sinh tử được ngay từ xưa tới nay cũng không biết có bao nhiêu đại tộc bị diệt vong bởi vậy rồi một tiếng gầm thét chuyển ra một sinh linh lớn giống như hổ vọt từ trong dãy núi đá ra nó dài tới 10 trượng nhảy vọt một cái lên tới vài dặm thân thể mạnh mẽ hơi thở ô ô khiến người sợ hãi nó quay đầu lại nhìn thoáng một cái phát hiện ra đám người diệp phàm hung quang trong mắt bừng lên nhảy vọt lên một ngọn núi đá khác đứng trên đó nhìn xuống bọn họ thạch tộc quả đúng là không tầm thường ngay cả một con thú nuôi giữ nhà cũng đạt tới trảm đạo cảnh, nội tình quả nhiên thâm hậu. Diệp Phàm kinh ngạc, bọn họ hành động rất nhanh, tin tức của kỳ sĩ phủ mới truyền ra thì bọn họ đã tiến vào bắc vực, tìm kiếm mấy đại vương tộc, chuẩn bị ra tay rồi. Cái cựu u đánh về cổ tộc, rút kiếm tiến vào bắc vực, phát ra hào quang tuyệt thể. Diệp Phàm, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ cũng chẳng hề sợ hãi mà đi theo. Còn dị thú này khác với những con mạnh thú khác, ở chỗ xương chán có một khối đá bóng loáng không có huyết nhục, không có lông, thoạt nhìn trông rất bắt mắt. Tướng truyền tổ tiên của thạch tộc là thánh linh kết hợp với cổ tộc sinh ra, sau đó lại có quan hệ thông gia với các tộc, trưởng thành thành một phương tộc. Các đời sau có rất nhiều người trên thân thể có bất đá, vút. Đầu dị thú này không nhìn nổi sâu cạn của ba người, trên xương chán bằng đá bắn ra một luồng thần quang. Đây là thần thuật thiên phú kế thừa từ tổ tiên của bọn họ, có thể đục xuyên lỗ núi. Bùng! Diệp Phàm phát tay đánh bay dị thú, phát ra tiếng giống hung ác, lập tức kinh động tới tới cổ tộc ở phía trong lối vào này. Một đám người vào tới. Người nào dám xông vào sơn môn thạch tộc ta? Chủng tộc này quái dị, óc hình người, có hình động vật, trên mỗi người đều có những khối đá lớn, loang bóng lấp lánh. Là ta, các ngươi vẫn nhớ mãi không quên, điều khiến cổ thánh giết chết Diệp Phàm, cái cửu u đi ở phía sau. Lão thánh nhân kỳ sĩ phủ đi theo, thân thể thắng tắt mạnh mẽ, Việt khí dương cương, các ngươi tràn ngập sát khí không hề che giấu chút nào. Là ngươi, thật sự là ăn gan thần linh rồi. Mười đại vương tộc đều đang tìm ngươi, ngươi lại dám tự mình đưa tới cửa. Tin tức từ kỳ sĩ phủ còn chưa truyền tới đây, bọn họ cũng không biết bảy vị cổ thánh đã mất mạng, ánh mắt từng người đều lóe lên hàn mang. Lời này ngày thường ai dám tới đây dương hoai, ai cũng phải đi đường vòng, được xưng là một trong mười đại hung tộc, truyền khắp thái cổ, uy danh hiển hách chống lại bọn chúng sẽ gặp phải tai họa diệt tộc. Tới vừa đúng lúc, ngài nói ngươi từng giết thánh, hôm nay muốn tới thạch tộc ta lập vì sao, vậy thì cho ngươi tỏa nguyện, ha ha, có kẻ cười lớn. Hiện giờ khắp thiên hạ đều biết sự đáng sợ và bất phàm của Diệp Phàm. Dưới thánh nhân chẳng ai dám trêu vào hắn, nhưng ngày nay hắn chủ động tới cửa thì đúng là muốn chịu chết rồi. Hùng danh của thạch tộc đã rất rõ ràng, có cổ thánh tọa chấn, nếu không sao xứng là vương tộc dù Diệp Phàm có cường đại tới mấy thì cũng không có khả năng tạo nên sóng gió gì. Thánh thể nhân tộc, mạng ngươi lớn thật, ngươi chỉ sợ không biết là một vị cổ thánh của tộc ta đã tới Trung Châu chặn giết ngươi, không ngờ ngươi lại chưa đi lên ngũ sắc tế đàn, nếu không thì đã mất mạng từ lâu rồi. Thống lĩnh thủ hộ sơn môn của thạch tộc lắc đầu, cảm thán vận mệnh Diệp Phàm không tồi, sau đó lạnh lùng nói. Đáng tiếc là chính ngươi đưa mình vào tử lộ rồi. Diệp Phàm cười to rồi sau đó lạnh lùng nói tin tức của các ngươi rất là khậu rồi, chẳng lẽ còn không biết hôm nay có biến đổi lớn kinh thiên xảy ra sao, trong một ngày có bảy vị cổ thánh ngã xuống tại Trung Châu." Ăn nói lung tung, đã chết đến nơi còn nói chuyện giật gân, vị thống lĩnh này lắc đầu nói, nhưng từ phương xa lúc này truyền tới tiếng thét dài, một con thạch điêu bay xẹt qua không trung, nhanh chóng lao tới, truyền ra một luồng thần niệm kinh hoàng. "Không tốt rồi, cổ thánh của tộc ta đã mất mạng tại Trung Châu, đại địch xông vào Bắc vực." muốn giết tới tận cửa đó. Phụt. Diệp Phàm vươn tay điểm ra một luồng kim quang, khiến con thạch điêu này nổ tung, đá và huyết nhục rơi xuống, thần niệm ngừng hẳn. Đi, bẩm báo tổ vương, thành thể nhân tộc tới đây chịu chết rồi. Vị thống lĩnh này biến sắc, tuy là một vị bàn thánh nhưng hắn cũng không dám quyết đấu với Diệp Phàm. Hiện nay người trong thiên hạ đều biết ngoại trừ Hoàng Hư Đạo, lòng nữ vạn long xào và một số ít con của cổ hoàng gia thì dưới thánh nhân không ai có thể đấu với Diệp Phàm không cần thiết phải thông báo đâu, chúng ta tự đi vào. Diệp Phàm nói, giống to một tiếng, huyết khí hoàng kim tỏa ra đầy trời, hóa thành một luồng sáng phóng về phía trước. Phốc, phốc, hắn đại khai sát giới bên ngoài sơn môn của thạch tộc, một quyền đánh cho một cường giả thạch tộc tan thây, không ai có năng lực ngăn cản hắn cho dù một bước. Loạn thế đến thật rồi sao, một chàm đạo giả nho nhỏ lại dám đến quấy dậy thạch tộc ta, còn kiến mà muốn cắn chết voi sao. Một giọng nói uy nghiêm chuyển tới thành quang mông lung hiện ra giữa không trung, từ từ rơi xuống, bao phủ người vừa tới. Hắn giống như một vị thần siêu thoát hồng trần vậy. Thánh nhân thạch tộc xuất hiện, giơ tay chuộc tới Diệp Phàm nói. Người chi là một con kiến may mắn, nếu không có thì đệ đệ ta đã nghiền nát ngươi ở Trung Châu rồi. Thật à, thạch tộc các ngươi thật là có uy phong lớn quá, đến kỳ sĩ phủ ta giết người, còn muốn cướp đoạt ngũ sắc tế đàn do đại đế cổ lưu lại. Hôm nay phải cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng lão phủ chủ kỳ sĩ phủ giơ tay chặn đứng. Cổ thanh nhân tộc. Người vừa tới hiển hóa ra chân thân. Đây là một kẻ có thân thể huyết nhục, mái tóc vàng rực, tỏa ra thiên uy, huyết khí tràn ngập trấn áp càn khôn nổ vang. Bẩm báo tộc chủ, vừa rồi Thạch Điêu truyền tin nói bảy vị cổ thánh của các đại vương tộc tới Trung Châu đã bị giết toàn bộ, không biết thật giả thế nào. Thống lĩnh thủ hộ Sơn muốn nói. Cái gì? Tộc chủ Thạch tộc sợ ngây người. Chuyện lớn không tốt rồi trừ thành chết toàn bộ tại Trung Châu rồi. Từ phương xa có tiếng kêu to hoảng sợ chuyển tới, có người đang bay tới nơi này, toàn bộ thạch tộc kinh sợ. Đây là chuyện lớn tới mức nào chứ? Không thế không nói rằng tin tức của bọn họ cũng hơi lạc hậu, tới giờ phút này mới cảm thấy chuyện lớn không xong. Người, là ai? Tộc chủ thạch tộc nhìn thẳng vào cái cửu u, càng nhìn càng kinh hãi, lông tóc dựng ngược cả lên. Tên ta là cái cửu u, là người tới nói lý lẽ với người đây cái cửu u tiến lên nhân tộc cái cửu u tộc chủ thạch tộc khiếp sợ gần như run rẩy không ngờ kẻ khiến cả đại thánh của cổ tộc cũng phải lo ngại lại tìm tới tận cửa bên ngoài thân thể hàn hóa đá rất nhanh trở thành một người đá lực phòng ngự đã đạt tới mức kinh người chuyện lớn không ổn rồi cái cửu u tiến vào bắc vực muốn giết 10 đại vương tộc lập uy từ phương xa hiện ra mấy thân ảnh muốn tới báo tin cũng không phải là tin tức của bọn họ quá lạc hậu mà Diệp Phàm quá nhanh, tìm kiếm nơi ở của cổ tộc rất mau chóng, còn hơn tốc độ truyền tin một chút. Chí tôn vô địch của nhân tộc, người không thể làm vậy, tộc chủ của thạch tộc vừa rồi còn thần uy lẫm lẫm như thần linh, thanh quang chiếu sáng, lúc này lại đang run rẩy, một vị trí tôn của nhân tộc tới đây, giơ tay cũng đủ diệt toàn tộc của bọn họ, hoàn toàn xóa sổ khỏi thế gian. Đây là sự chênh lệch về thực lực. Hắn tuy rằng là một vị cổ thánh, có thể nhìn xuống thiên hạ, có thể lôi ánh trắng trên trời xuống, có thể luyện hóa tinh tú vực ngoại, gần như không chỗ nào không thể đi, coi chúng sinh như con kiến. Nhưng đối mặt với lão nhân ốm yếu này, hắn vẫn không có chút chiến ý, bị dọa cho sợ vỡ mật, thân thể run rẩy. Không phải hắn quá kém cỏi mà thần uy của cái cửu u tỏa ra từng luồng từng đợt tập trung về phía hắn, khiến tộc chủ thạch tộc khiếp sợ từ tận linh hồn. Không, đừng, Hắn kêu to một tiếng, thân thể hóa đá ở trong vùng uy áp của cái cửu u bị nứt nẻ ra rất nhanh, sau đó âm um một tiếng hiền nổ tung, máu tươi bắn ra như mưa, khắp nơi hoàn toàn im ắng. Mọi người của thạch tộc khiếp sợ tới cực điểm, tất cả đều nơm nớp trong lòng. Đây là tộc chủ của bọn họ, trên có thể lên tới 9 tầng trời, dưới có thể tiến vào địa phủ, hoành hành trên đời 5.000 năm, rất nổi danh trong các tổ vương. Đối với chúng sinh mà nói chính là một tồn tại tối cao vô địch. Nhưng lúc này cái cửu U chưa ra tay, chỉ dùng uy áp đã khiến cho tộc chủ thạch tộc nổi tiếng về phòng ngự bị đánh nát, thân thể chẳng còn. Diệp Phàm, lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ cũng đều rung động. Cảnh giới này khiến cổ thánh cũng chỉ có thể nhìn lên từ xa xa. Đây là một vị trí tôn sánh vai được với những người kiệt xuất trong lịch sử. Cái cửu U đi về phía trước, vẫn chưa ra tay. Tất cả cường giả của thạch tộc đều rút lui, sau đó nằm phục xuống đất, giống như đối mặt với chân thần vậy từ xa xa trong không gian truyền tới một dao động mỏng manh, có cổ thánh mở vực môn ra, muốn vượt qua hư không bỏ chạy. Ở mầm, cái cửu u đánh ra một trường, vị cổ thánh kia kêu lên thảm thiết, hóa thành máu tươi rồi thành cho bụi, hình thần câu diệt, thạch tộc sợ hãi. Bản tộc tổng cộng có ba gá cổ thánh, đến giờ đều bị hủy diệt toàn bộ. Đây là tai họa đẩy bọn họ tới mức diệt tộc đến nơi rồi lão hủ nếu đã ra tay thì thánh giả nào khi nhục nhân tộc ta cũng đừng hòng sống nữa. Lời nói già nua không có bất cứ cảm xúc nào, rất bình thản nhưng lại khiến bốn phương đều yên tĩnh. Mọi người thạch tộc đều run rẩy, tất cả quỳ sát xuống mặt đất, bị một loại khí thể áp bức vô thượng, khó có thể nhúc nhích chút nào. Người này tới đủ để diệt cả trăm bộ tộc như bọn họ. Tuy nhiên cái cửu U vẫn chưa ra tay với bọn họ. Lần này chủ yếu hắn nhằm vào cổ thánh, không lạm sát người vô tội tìm được một báu vật rồi. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ giống như một con cáo già, vui tới lông mi dạn ra. Trong tay hắn là mấy tấm đá rách nát, mỗi tấm đều lớn cỡ bàn tay, phong cách cổ xưa thần bí, có hoa văn đại đạo trên đó. Mảnh vỡ thần y của thánh linh sao? Cái cửu u kinh ngạc, vuốt cầm gật đầu, diệp phàm chấn kinh. Thứ này đúng là thứ rất tốt, thánh linh là tồn tại vô thượng dám khiêu chiến với cả đại đế cổ thạch tộc là hậu duệ của một vị thánh linh và cổ tộc kết hợp, có thể có loại kỳ chân tuyệt thể này cũng có thể hiểu được. Đây là trí bảo phòng ngự. Cái cửu U không hành động gì nhưng lão phủ chủ kỳ sĩ phủ và Diệp Phàm lập tức cướp đoạt bốn phía, tìm kiếm chiến lợi phẩm, lấy được rất nhiều tài liệu quý báu. Đi thôi, đi tới trạm tiếp theo. Cái cửu U lên tiếng, thân thể già nua không hùng vĩ như thắt lưng lại thẳng tắp, cất bước về phía trước, tiến vào vực môn. Tám ngàn năm trước hắn cái thế vô song oai hùng vĩ ngạn. Ngày này thân thể không còn trẻ nữa, huyết khí đều khô héo, ngay cả mắt cũng đục ngầu, hoàn toàn già rồi. Trong lòng Diệp Phàm run lên, cảm thấy đúng là anh hùng tuổi xế chiều. Một lúc lâu sau, trừ thánh của thanh quỷ tộc bị diệt sạch. Hai canh giờ sau, cổ thánh của từ điện tộc hoàn toàn bị đánh gục. Ba canh giờ sau, tổ vương của thần luân tộc phải đền tội, không ai trốn thoát. Đồng hoang rung động, cổ tộc khiếp sợ, khắp thiên hạ xôi trào trí tôn của nhân tộc ra tay, rút kiếm với cổ tộc, ánh sáng tuyệt thể chiếu khắp đại địa. Làm Mà Uyên là một địa phương thực đặc biệt, là liệt cốc nổi danh tại Bắc Vực, thường xuyên có sương mù màu lam bay lên. Địa phương này nổi danh nhưng rất ít người dám tới gần đây bởi rất dễ mất mạng. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này là một vùng đất xấu, ai chẳng may lạc vào chỉ có chết. Bắc Vực trống trải, thế nhân đều biết. Đất chết không có bến bờ, đứng trên mặt đất nhìn lại cảm thấy khôn cùng hoang vu mà thê lương. Mà tới gần nơi này, loại cảm giác này lại càng sâu sắc hơn gấp 10 lần. Vực sâu này phẳng lì giống như một nhát búa của thiên thần hạ xuống, chia mặt đất ra thành hai nửa, thẳng từ trên xuống dưới lòng đất cả ngàn dặm vậy. Khi tới gần nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều xương trắng ngang dọc, giống như một vùng nham thạch trắng bóc. Những thi hài này đều là ngàn vạn năm tích lũy lại, có nhiều bộ đều đã phong hóa, trở thành bột phấn. Thế lương, hoang vắng, đáng sợ, yêu dị chính là ấn tượng về địa phương này nhiều năm trôi qua như vậy không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết ở nơi này xương cốt trắng như tuyết nhìn mà thấy ghê người phía trên vùng đất chết này có một đạo vực môn xuất hiện diệp phàm lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ cái cửu u xuất hiện trên lam mạo uyên địa phương này nghe đồng là có ảnh hưởng rất lớn tới thần hồn của tu sĩ vừa tới đây nguyên thần đã cảm thấy không ổn muốn xông ra khỏi cơ thể diệp phàm nhíu mày tự nói Phàm là sinh linh đi vào địa phương này thì linh hồn sẽ không chịu khống chế, thoát khỏi trói buộc của thân thể, chìm sâu vào trong Lam Ma Uyên, thì thể hài cốt vô tận trên mặt đất trắng xóa một vùng, hóa thành biển xương đều được lưu lại qua năm tháng dài lâu. Tất cả sinh linh đều chết kiểu này, mất đi nguyên thần, lưu lại thân thể từ từ mục nát đi. Lam Ma của Lam Ma tộc phía dưới đã thức tỉnh nhiều năm, địa phương này sở dĩ hóa thành thế này cũng đều là do bọn họ tiêu hao thần hồn lực của sinh linh mà thành lão phủ chủ kỳ sĩ phủ nói cũng chính bởi vậy mà hung danh của La ma tộc vang xa bọn chúng thành lập trong tử vong quốc độ hấp thu thần hồn và ăn thịt người cũng chẳng có gì lạ là mối nguy hại rất lớn đối với những chủng tộc nhỏ yếu vì vậy ngay cả rất nhiều cổ tộc cũng đều chống lại bọn họ diệp phàm mặc dù cũng bị ảnh hưởng một chút nhưng vấn đề không lớn cái cửu u nói diệp phàm và lão phủ chủ đều chấn động nhất định là nhân vật lợi hại của cổ tộc xuất hiện rồi dù sao thì bọn họ lần lượt tiêu diệt cổ thánh của bốn tộc thạch tộc, thanh quỷ tộc, tử điện tộc, thần luân tộc, cũng khó không thể kinh động tới lớp người già. Đối phương chắc cũng muốn ngăn cản tất cả. Lúc này không chỉ nói đông hoang mà cả Trung Châu cũng chấn động. Dù là tu sĩ ở phía đông đại dương cũng đã nghe nói tới chuyện này bởi đúng là nó ảnh hưởng quá lớn. Một vị cường giả cái thế của nhân tộc ra tay, liên tiếp tiêu diệt thánh nhân của tứ đại vương tộc, không ai chạy thoát, tất cả đều hóa thành cho bụi, dung chuyển đất trời. Cái tên cái cửu U đã uy trấn thiên hạ 8.000 năm trước, yên lặng nhiều năm như vậy, giờ lại nổi lên mạnh mẽ như thế, vừa ra tay đã liên tiếp tiêu diệt cổ thánh, ai mà không sợ hãi chứ. Những ngày này phần đông cổ tộc Bắc Vực đều bất an khiếp sợ, ngay cả lớn tiếng cũng không dám. Ai nấy đều sợ đại nạn sắp giáng xuống đầu mình, do giữ phần phật, làm vụ sôi trào, tràn ra từng mảng lớn từ dưới vực sâu, lôi kéo nguyên thần rời khỏi thân thể đi xuống hơn ngàn dặm nữa là một cái hồ lớn nằm giữa vực sâu, giống như một biển hồ, hơi nước mông lung, sóng nước trong vắt. Ở trong này cũng không ảm đạm mà trong nước có một gốc chu ma hoa màu lam, lập lánh lam quang, khiến địa phương này lập lầy sáng tối. Sương mù đang tản ra từ nó. Ở bên bờ hồ có một cái động lớn, bên trong là một thế giới hào quang sáng ngời, thông về nơi ở của Lam Ma Tộc. Đó mới chính là động ma chân chính. Không tốt, cái cửu u vô địch nhân tộc thật sự tới rồi một đám cổ tộc canh giữ cửa động thấy ba người hạ xuống, tất cả đều kêu lên sợ hãi, truyền tin vào bên trong rất nhanh, thần sắc kinh hoàng, nơm nớp lo sợ. Chí tôn nhân tộc giá lâm, đi vào Lam Ma Uyên chúng ta không biết muốn làm gì. Trong thế giới dưới lòng đất này có tiếng nói như sấm sét chuyển ra, có thể thấy xa xa một tòa thành lớn cổ xưa, Lam Vụ giải đặc, cổ thành thành lập trong thế giới dưới lòng đất, trường tồn từ thái cổ tới nay, là nơi sống của Lam Ma Tộc mỗi thế hệ lại có một ma vương hùng ác. Tìm các ngươi nói đạo lý, cái cửu u nói, đi tới rất trầm ổn, mỗi bước hạ xuống đều khiến đạo văn trên mặt đất vỡ nát, rất nhiều văn hạc tổn hại, hóa thành bột mịn, lão phủ chủ kỳ sĩ phủ biến sắc, nói nhỏ. Đây là sát trận thái cổ, rất nhiều cổ hiền các thế hệ bày ra hoàn thiện được, thành nhân tới đây cũng chỉ có ngã xuống, không thể tiến xa, trong lòng diệp phàm dậy sóng một cổ trận đáng sợ như vậy dưới chân cái cửu u lại đứt ra từng khúc một đơn giản mà trực tiếp bị hủy đi cái đạo hữu người tới tộc ta giảng đạo lý vì sao lại làm tổn hại đại trận hộ đạo thế là có ý gì trên tòa cử thành cổ xưa kia xuất hiện một bóng người hùng vĩ nhìn về phía này hai mắt trong như thiểm điện giảng đạo lý nằm đấm với các ngươi tất nhiên phải ra tay cái cửu u nói cổ thành phía trước hoàn toàn yên lặng người trên đầu tường thành cảm thấy một luồng khí tức mênh mông vọt tới, thân thể lay động. Cái tiền bối, trong một ngày ngươi liên tiếp diệt cổ thành tứ đại tộc, muốn đánh suốt bắc vực sao, muốn giết sạch cổ tộc sao. Người trên đầu tường lớn tiếng hỏi. Vương tộc chung sống, các tộc trong thiên hạ ngang hàng, vốn có thể sống hòa bình, nhưng các ngươi lại quá đáng quá. Lão phủ chủ kỳ sĩ phủ lên tiếng, nhìn về phía trước nói các người coi ước định của vạn tộc như gió thoảng bên tai, hoành hành giết chóc không chút cố kỵ. Lần này bảy thánh nhân xuất hiện liên tục, tiến vào trọng địa của nhân tộc ta, làm theo ý mình, chẳng lẽ chúng ta không được tiêu diệt những bộ tộc này sao? Chuyện này, hẳn là có chút hiểu lầm, tộc chủ la ma tộc đứng trên cổ thành nói. Hiểu lầm sao mười đại vương tộc các ngươi lại hạ tất sát lệnh với ta, điều bảy vị cổ thánh tới Trung Châu giết ta. Hiểu lầm này lớn thật đó, Diệp Phong cười lạnh trên cự thành cổ xưa, thần sắc tộc chủ Lam Ma tộc lạnh như băng, lời nói của Diệp Phàm rất không giữ ý, ngày thường dưới thánh nhân không ai dám bất kính với hắn như vậy, bởi vì Lam Ma tộc không chỉ là một trong 10 đại hung tộc mà nội tình cũng rất sâu, ngoài 10 vương tộc hoàng tộc ra thì bọn họ cũng từng xuất hiện đại thánh, hơn nữa tộc chủ Lam Ma uyên thế hệ này là một vị thiên tài tuyệt thế, được xưng là Lam Ma Thiên Vương, đã đi rất xa trên đường chính đạo, chỉ còn kém một bước lại trở thành đại thánh, có thể nói người này tài ba chắc tuyệt chiến lược khủng bố, hơn xa rất nhiều cổ vương, đứng trong hàng ngũ cường giả đương thời. Các ngươi khi người quá đáng, nhiều năm như vậy không kiêng để gì, còn muốn làm gì nữa, hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc ta sao? Diệp Phạm nói. Tộc chủ Lam Ma tộc vẫn không nói lời nào. Tộc chủ Lam Ma lên tiếng. Còn chưa đủ, mới có vài người này, không giết hết cổ thánh của mười đại vương tộc các ngươi thì làm sao mà bình ổn phong ba được? Cái cửu u nói. Tồn tại cái thể vô song 8.000 năm trước nói ra lời nói chính là Pháp chỉ không thể nghịch lại. Ngày nay hắn quyết định như vậy, quyết tâm không cho cái nào sửa đổi. ầm um. Một luồng khí tức ngập trời tỏa ra khắp nơi này. Cái cửu U bước lên từng bước một. Tộc chủ La Ma tộc đứng trên thành, sắc mặt trắng như tuyết, xương cốt toàn thân đứt đoạn, phun ra một ngụm máu lớn, tung bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Trong lòng hắn hoảng sợ hắn chỉ kém một bước là có hy vọng trở thành đại thánh nhưng trước mặt lão già bệnh tật này lại còn chẳng bằng bù nhìn rơm bị uy thế từng bước tăng lên tới ngập trời của đối phương đánh bay đúng là khủng bố quá sức tưởng tượng người không nhìn diệp phàm cảm thấy thân phận mình cao quý lắm sao nếu so sánh với cái tiền bối thì người có là cái gì đâu lão phủ chủ kỳ sĩ phủ cười lạnh ở cự thành cổ xưa có một góc đại thụ che trời, cắm rễ ở trung tâm thành, loài ra lam quang, sương mù bao phủ, khiến nguyên thần của người ta phải bay đi. Đây là lam ma cổ thụ, có thể nuốt nguyên thần của vạn linh trên thế gian, hoa thành tinh khí căn nguyên nhất, cung cấp cho lam ma tộc tu luyện, là chỗ căn bản để bộ tộc hưng thịnh trở lại. Lúc này hai thân ảnh bay ra, càn tộc chủ lam ma đang bị đánh cho tán loạn lại, hạ xuống hóa thành hai luồng thần quang nhưng thần linh liên tục vỗ lên giới nội hắn cả trăm lần hắn. Từng tia từng đợt khí tức kia hắn chỉ cảm ứng được khi năm đó được yết kiến đầu chiến thành Pháp. Người này rõ ràng là có hy vọng chứng đạo. Hai người bay ra từ Lam Ma cổ thụ, tỏa sang chiếu rọi nơi nới. Tất cả đều giống như gặp đại địch, thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía cái cửu U. Cái huynh, không phải chúng ta đã có ước định rồi sao, cũng không ra tay, người sao lại không ngồi yên. Người nói là hồn thác đại thánh, đến muốn ngăn cái cửu U. Làm như vậy có hơi quá rồi trên thế gian này chưa chắc ngươi đã là bậc trí tôn không ai dám nói là mình vô địch nói không chừng cổ tộc chúng ta sẽ nhảy ra một lão tiền bối đó hoàng kim vương nói thần sắc lạnh lùng toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng vạn trượng cổ thánh cổ tộc xuất hiện tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn thổi quét chín tầng trời mười tầng đất thật không nếu thực thì ta rất muốn gặp hắn đó nhiều năm như vậy đúng là rất cô đơn cái cửu u phát ra tiếng thở dài khe khẽ hoàng kim vương trong mắt vàng co rụt nhìn chằm chằm cái cửu u trong lòng không nắm chắc bao nhiêu cảm thấy không nhìn thấu lão già không còn nhiều thọ nguyên này khiến hắn kinh hãi cái huynh một thân tu vi sánh với tồn tại tối cao trong truyền thuyết bội phục đúng là vang dội cổ kim đang tiếc sinh sai thời đại hồn thác đại thánh kèm theo ý cười nói cái cửu u thở dài nói già Dà rồi không còn dùng được nữa chỉ là muốn kiến thức đại tồn tại của cổ tộc không biết hai vị có thể dẫn kiến hay không Vừa nói vậy, trong lòng Diệp Phàm cùng lão thánh nhân kỳ sĩ phủ phát lạnh, chẳng lẽ cổ tộc thật sự còn có trí tôn như vậy hay sao, ngay cả cái cửu U cũng không cảm giác được. Hồn thác đại thánh không nói, Hoàng Kim Vương thần sắc lạnh lùng, đều không trả lời ngay, hiện trường tĩnh lặng, không khí ngưng trọng. Cái cửu U, ta đồng ý là ngươi rất mạnh, nhưng mà trạng thái hiện giờ của ngươi còn có thể kéo dài bao lâu, ta tin có thể đánh với ngươi một trận. Thật lâu sau, Hoàng Kim Vương nói chỉ có hai bộ hóa thân của các ngươi thôi sao? Cái cửu U không chút để ý nói. Ở phía sau, trong lòng Lam Ba Tộc chủ chấn động, rất rõ ràng hai vị đại thánh cổ tộc cũng có kiêng kỳ, không phủ chân thân mà chỉ dùng hóa thân đến do xét thử. Diệp Phàm mở ra thiên mục, nhưng vẫn không nhìn ra điều gì khác biệt, bởi vì hai bộ hóa thân này rất mạnh mẽ, kỳ thật cũng không yếu hơn chân thân bao nhiêu ở trung tâm cổ thành to lớn ở Lam Ma Uyên có một góc cổ mộc chọc trời cắm rễ, loài ánh sáng màu lam, sương mù quấn quanh tàn rộng ra. Hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương đứng ở cửa thành, chặn đứng cái cửu u. Hai bên kiên trì, lúc này Hoàng Kim Vương lên tiếng làm không khí khẩn trương vô cùng. Vậy sao? Luận bàn thử xem. Cái cửu u nói, rất nhiều người cổ tộc đều cho rằng cái cửu u khô kiệt huyết mạch, lúc này ước hiếp nhân tộc còn không phải là một phép thử hay sao? Cái cửu u nhàn nhạt, nhạt, nói. Ta nghĩ ngày sau sẽ khó xảy ra loại chuyện này, con đường thành tiên sắp mở ra, cổ thánh cũng phải chuẩn bị, tin rằng sẽ có thời kỳ bình thản. Hồn tháp nói. Một khi con đường thành tiên mở ra, thiên hạ chắc chắn đại loạn, chiến hỏa liên miên, hôm nay cổ tộc vẫn không thu liễm bình tĩnh, có thể tưởng tượng đến ngày đó sẽ xảy ra cái gì. Cái cửu u lắc đầu. Cái huynh, chẳng lẽ thật sự muốn đại khai sát giới, diệt cổ thánh 10 tộc hay sao? Hồn Thác Đại Thánh trầm giọng hỏi: Đúng, một cái cũng không thiếu. Mười tộc này quá đáng, hôm nay đã không phải thái cổ, vẫn muốn ăn thịt nhân tộc, chửi mắng đầy đọa, coi như nô bộc. Những gì bọn họ làm chỉ diệt tộc mới đủ. Cái cửu u nói: Cái huynh, ta đồng ý huynh pháp lực cái thể, nhưng đừng cho rằng thật sự không ai chế ngự được huynh, dù cho huynh đây khôi phục tới đỉnh. Hồn Thác Đại Thánh nói: Cái cửu u cười, lần này không nói nữa. Hoàng Kim Vương lạnh lùng nói. Cái cửu U ngươi quá đáng, ngươi làm sao có thể hiểu được thủ đoạn của cổ hoàng. Một ngày ngươi không chứng đạo, vĩnh viễn không thể chống lại. Năm tháng dài dòng đã qua, ngươi đã bỏ lỡ tuổi chứng đạo, già nua không chịu nổi. Muốn dựa vào sức một mình trấn áp vạn tộc là rất không thực tế. Nói lời này không có ý nghĩa, hai ngươi muốn cản ta. Cái cửu U nói. Hoàng Kim Vương Lạnh giọng nói, cái cửu U không nói nữa, từng bước đi tới một cỗ khí thế ngập trời bùng lên, làm ma tộc chủ trong thành hét to một tiếng, miệng phun máu, tràn ngập hoảng sợ. Hắn chỉ thiếu một bước là có thể thành đại thánh, nhưng hôm nay lại yếu như con kiến, lúc nào cũng có thể tan vỡ trước mặt khí cơ này, hình thần thành cho. Nên biết đối phương còn chưa thật sự ra tay, chỉ là một cỗ khí thế bá đạo thiên địa tràn tới. Cái cửu ô ngươi quá đáng, thật sự muốn diệt cổ thánh bộ tộc Lam Ma trước mặt chúng ta hay sao? Hoàng Kim Vương Quát, mặt mũi xanh mét hóa ra từng đạo ánh sáng hoàng kim hóa giải khí thế ngập trời. Cái huynh, xin hạ thủ lưu tình. Hồn thác đại thánh cũng nói, cất bước tới trước. Không thể lưu tình, cổ thánh người tộc đều phải diệt, một cái cũng không thiếu. Cái cửu U Kiên quyết nói, hắn tiếp tục cất bước tới trước, muốn xuyên qua hai vị đại thánh. Thần uy minh mông, cả tòa thành cũng lay động, cánh lá gốc cổ thụ màu lam xa xa dung chuyển xào xạc, ánh sáng lam ngập trời. Không khí khẩn trương cực điểm, cái cửu U có thể muốn ra tay với đại thánh, các cường giả lang ma tộc muốn ngừng thở, bởi vì chuyện này quyết định vận mệnh của bọn họ. Ta ở trong này, không cho người giết cổ thánh bộ tộc này, nhất là hắn. Hoàng Kim Vương nói, chỉ về phía lang ma tộc chủ, lang ma tộc chủ có hy vọng trở thành đại thánh là tồn tại khó lường, nhiều năm qua đều đứng trên mũi nhọn. Vậy sao, người cứ thử cản ta xem, hôm nay ta sẽ giết hắn trước tiên. Cái cửu u thần sắc bình thản nói, máu tươi văng ra, hóa thành mây máu màu lam, đường đường một thế hệ kỳ tài tuyệt thế đột tử như vậy, mọi thứ nhìn rất đơn giản, cái cửu u lại không phí sức gì đã diệt bỏ la ma tộc chủ. Cái cửu u, hoàng kim vương giống to, trong mắt vàng bắn ra ánh sáng nhọn. Đừng xúc động, người không phải đối thủ của hắn. Hồn thác đại thánh nhíu mày nói, hoàng kim vương nói. Không sao, một cái hóa thân mà thôi bỏ qua thì có sao ta muốn xem thử trọng lượng của hắn nhìn xem hắn có phải đang phô trương thanh thế hay không cái cửu u vào thành lập tức bay về phía lam ma cổ thụ muốn bước vào trọng địa chém giết cổ thanh bế quan hỏng rồi hai vị đại thánh cũng không cản được hắn làm sao bây giờ sớm biết thể chúng ta đã chạy trốn trước trên cổ thụ có hai vị tổ vương pháp lực không kém nhưng mà lúc này sắc mặt trắng bệch không có được một chút sức ngăn cản khi đối mặt với cái cửu u cái cửu u người quá cưỡng ép nêu ra tay với hai người này người đừng có hối hận hoàng kim vương giống to người đang uy hiếp ta sao cái cửu u quay đầu trong mắt lạnh nhạt bàn tay chụp về phía cổ thụ vô thượng đại thánh xin cứu mạng hai vị cổ thánh lam ma tộc kêu to nơi này đã bị giam cầm trốn không được còn các tộc nhân khác run run không nhịn được quỳ xuống trong mắt tràn ngập hoảng sợ cái cửu u Hoàng Kim Vương nổi giận, triển khai thủ đoạn kinh thiên động địa đánh tới phía trước. Cổ Hoàng mở ra Hoàng Kim thần tàng thần thuật cái thế, trống lớn màu vàng, thần tháp cổ xưa. Thần kiếm Hoàng Kim sắc bén, đỉnh lớn hào quang vạn trượng, từng loại binh khí trong quốc độ Hoàng Kim lao ra bay về phía cái cửu U. Đại thành ra tay, đủ để san bằng thế giới ngầm này. Nhưng mà đối mặt với công kích điên cuồng đó, cái cửu U cũng không làm gì nhiều, chi chật lóe lên biến mất khỏi vô số binh khí hoàng kim công kích, đến kế bên hoàng kim vương. Cái gì? Ngay cả hồn thác đại thánh cũng lắp bắp kinh hãi, quá nhanh, ngày vừa rồi hắn cảm giác được từng trận khí tức vô thượng đầu chiến thánh hoàng khi xưa gây ra cho hắn. Ẩm! Um. Cái cửu u đánh một trường về phía trước, thế giới hoàng kim thần tàng giải thể hóa thành một cỗ gió lốc năng lượng đủ để phá hủy phân nửa cái bắc vực, nhưng mà lão giả bệnh này phất tay gom tất cả hào quang vào lòng bàn tay biến mất cỗ lực đại thánh có thể phá hoại cổ tinh này trong bàn tay mình tiếp đó tay phải hắn chấn động từ trên cao vọt xuống hoàng kim vương khiến hắn hét to ánh hoàng kim cả người lập tức mờ nhạt cái huynh hạ thủ lưu tình hồn thác đại thánh hét lên cái cựu u không để ý bàn tay đè xuống chấn động ánh sáng toàn thân hoàng kim vương hoàn toàn mất đi đau đớn hét to sợi tóc vàng bay loạn không chống nổi bàn tay thô giáp kia bùm cái cửu U thần sắc lạnh nhạt đi tới một bước, bàn tay thô giáp không chút lưu tình chém xuống, phá hủy dấu vết đại đạo Hoàng Kim. Cái cửu U, ta với ngươi chưa xong đâu. Ở vùng đất lành bắc vực, Hoàng Kim trói sáng, tiếng gầm giận dữ vang vọng núi non. Đây là Hoàng Kim quật trọng địa thái của Hoàng tộc danh Trần xưa nay. Trần thân Hoàng Kim Đại Thánh ở trong cổ động mở mắt, trong mắt vàng hừng hực thiêu đốt hai ngọn lửa sáng trói, vụt đứng lên, lấy ra trí bảo trong tộc cực đạo cổ hoàng binh hoàng kim giản ngay sau đó hắn xong lên khỏi hoàng kim quật xé rách hư không đi hét lớn ta không tin ngươi có thể nghịch thiên xem ngươi làm sao chống lại cổ hoàng binh sóng âm như sấm chân núi non dung chuyển nhiều sơn mạch sụp đổ quần hùng bắc vực hoảng sợ hoàng kim đại thánh đã nổi điên rồi